Chào mừng các em đến với cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota năm 2021 với chủ đề Chiếc ô tô mơ ước lần thứ 11. Đối tượng tham gia dự thi là trẻ em Việt Nam dưới 15 tuổi trên toàn quốc. Tham gia dự thi gồm hai thể loại: tranh vẽ tay và tranh vẽ đồ họa. Tác phẩm vẽ tay trên khổ giấy A3, nguyên vật liệu như chì màu, sáp màu, màu bột, màu nước, vân vân. Tác phẩm đồ họa vẽ trên các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Phía sau tác phẩm dự thi, thí sinh ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin sau: họ tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, tên lớp, trường, địa chỉ, nêu rõ tên trường, tỉnh, thành phố, điện thoại liên hệ của thầy, cô hoặc phụ huynh. Thông điệp tác phẩm dự thi: bất kỳ bài dự thi nào không tuân thủ các thể lệ đã nêu trên đều là bài thi không hợp lệ và sẽ không được tham gia vào các vòng chấm tranh. Cơ cấu giải thưởng gồm 160 giải thưởng, trong đó có 15 giải nhất, 15 giải nhì, 30 giải ba, 90 giải khuyến khích, 10 giải bình chọn. Tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tham gia vòng chung kết quốc tế tại Nhật Bản với các giải thưởng lớn và vô cùng hấp dẫn.